hẳn mọi người sẽ thấy ngạc nhiên vì đây đều là những loại thực phẩm quen thuộc không phải là sơn hào hải vị mà chúng đều là những thức ăn thường ngày điều đặc biệt ở đây là cách sử dụng loại thực phẩm nào sao cho phù hợp với từng bệnh chứng nhằm làm tăng hiệu quả dưỡng nhan của chúng nhờ sự có mặt của các thành phần dinh dưỡng để có thể tham khảo và chọn lựa áp dụng khi cần thiết dưới đây chỉ xin giới thiệu những loại thực phẩm thông thường mà có tác dụng dưỡng nhan ấy Thực phẩm dưỡng nhan từ các loại hạt vừng đen, mè đen, ngoài ra còn nhiều tên gọi như hắc chi ma. Cự thắng tử, hồ ma, dù tử miêu, người ta đã phân tích thành phần trong vừng thấy có chất albumin. Chất béo, các khoáng chất calcium, phosphor, sắt, caroten, vitamin B1, B2, axit amin nên thích hợp sử dụng cho những người suy nhược. Da rẻ thô ráp, tóc bạc sớm, tóc thưa, thấp trần, eczema, đậu đỏ, xích đậu cũng chứa nhiều albumin đường, cùng các vitamin B1, B2, B6, axit nicotinic, sắt nên thích hợp sử dụng cho các trường hợp viêm góc miệng. Viêm vành tai, viêm da, ẩn trần, thấp trần, thủy thủng, đậu đen, hạt đậu, chứa nhiều albumin. Chất béo, hợp chất hydrate carbon, vitamin B1, B2, tiền sinh tố A, caroten, axit nicotinic, axit folic, choline. Dùng thích hợp cho người sớm bạc tóc, da thịt khô héo, sắc mặt vàng vọt hay trắng bụng có thể làm bớt hồng ban trên mặt đậu nành, hoàng đậu, còn gọi là đậu tương, đậu này chứa nhiều albumin. Chất béo, lecithin, sắt, calcium, axit nicotinic, sử dụng thích hợp cho những người phù thủng, mụn trứng cá. Nếu thường xuyên uống sữa đậu nành có thể làm cho da mặt trắng nõn, tinh lực dồi dào, hình thể khỏe đẹp. Thực phẩm dưỡng nhan từ các loại rau, bí đao, đông qua, chứa nhiều nước, chất béo, một lượng nhỏ đường chất kalium, natrium, thích ứng chữa trứng béo phì, da rẻ thô đen, mụn trứng cá, thủy thủng. Sau cần, chứa chất albumin, hydrat carbon, chất béo, các vitamin C, PP, sắt, calcium, phosphor, thích hợp chữa trứng mề đay Erterken. Mắt nhìn không rõ, cận thị, trứng béo phì, cả, chứa đường, nhiều loại chất men, calcium. Phosphor, sắt, vitamin P, C và B1, thích hợp cho trứng da rẻ thô giáp, mụn nhỏ xương đau, trứng cá. Trứng béo phì, tinh thần mệt mỏi, nấm hương, chứa nhiều vitamin B1, B2, PP, D, polysaccharid đặc biệt là khoáng chất rất phong phú như kalium chiếm tới 64% tổng chất khoáng. Ngoài ra còn chất sơ, protein, lipid là vị thuốc nổi tiếng được tôn là rượu dược tác dụng chống suy lão và trường thọ. Thích hợp với trứng tàn nhang, sạm da, mầm lúa tiểu mạch cũng chứa các loại vitamin nhóm B, B1. B2, B6, vitamin E, axit nicotinic, albumin, đường, chất béo, sắt thích hợp sử dụng cho chứng suy nhược cơ thể. Da rẻ sớm lão hóa, rau câu, chứa chất caroten, các vitamin B1, B2, albumin, chất béo, đường, sắt. Iốt thích ứng với phòng chữa chứng tràng nhạc, lao hạch, bướu cổ, dụng tóc, nõn cải, chứa nhiều caroten. Các vitamin C, axit nicotinic, calcium, thích ứng chữa chứng dị ứng da, cóng lạnh, tàn nhang, da thô giáp vết da nhăn, măng tre, chứa nhiều chất thuộc loại axit amin cần thiết cho cơ thể, các vitamin nhất là vitamin B12. Chất khoáng, có thể làm cho da khỏe, đẹp, trẻ trung, thực phẩm dưỡng nhan từ các loại quả. Táo, chứa nhiều albumin, chất béo, đường, vitamin C, nên sử dụng sẽ có lợi cho người gầy gò. Hay có các vết bầm tím trên da không có nguyên nhân, suy giảm tiểu cầu, thủy thủng, sắc mặt trắng xanh táo tây chứa nhiều loại đường, vitamin, axit hữu cơ, các chất khoáng như kalium thích ứng chữa chứng gầy mòn. Mệt mỏi, béo phì, mụn nhọt trên mặt cam quýt chứa nhiều loại đường, các vitamin, chủ yếu là vitamin C. Các axit citronic, chất caroten, albumin, thích hợp trong chữa tàn nhang, cóng lạnh, vàng răng do hút thuốc lá. Hạnh một loại mơ, chứa chất caroten, axit nicotinic, axit citronic, các vitamin A, C, nhị trà toan thích ứng chữa da thô giáp, lão hóa, suy nhược sớm, quả dâu tang thầm, chứa chất đường. axit trong táo, caroten, vitamin B1, B2, C cùng nhiều loại muối vô cơ, thích ứng chữa trứng dâu tóc bạc sớm. Hoa mắt, sắc mặt sạm đen, dâu tây, chứa nhiều vitamin C, K và các axit trong quả táo, axit citronic. Thích ứng chữa chân răng chảy máu, mặt đỏ, gân co rút, vàng răng do hút thuốc lá, quả lê chứa nhiều vitamin c đường sacarosa acid chonic đạm thích ứng chữa cơ thể gầy tàn nhang cóng lạnh cơ thể mệt mỏi